một ngày trong thế kỷ mới, trên đường phố có nhiều đoàn người dắt díu nhau đi khỏi. Người phố thì có mẹ có chị, có con thơ người già, có đôi mắt đượm buồn của cha. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Vết cắt không tuôn máu, trích từ Sài Gòn nhỏ. Bạn có biết rằng một vết cắt từ cạnh của một tờ giấy mỏng sẽ gây đau đớn và dai dẳng hơn khi bị đứt tay bằng dao không? Các nhà khoa học cũng ngạc nhiên về điều đó và bỏ công ra tìm hiểu. Rốt cuộc, người ta tìm thấy lý do là dù vết thương do giấy cắt nhìn đơn giản, nhưng thật ra giấy có độ linh hoạt mềm mỏng hơn, nên vết cắt thương nhỏ nhưng chảy rộng hơn. Nhìn dưới kính hiển vi, cạnh răng cưa của tờ giấy vết thương từ giấy sẽ làm vết thương rách nát. Nó hành hạ các đầu dây thần kinh ở tay, ngón tay nhiều hơn, lâu và khó lành. Câu chuyện của một người tìm cách trò chuyện với cô giáo Trần Thị Thơ khi còn dạy ở trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, rồi tìm cách ghi âm gài bẫy để chuyển cho ban giám hiệu, cũng không khác nào như vết cứa của tờ giấy vậy. Nghe qua lời kể, dường như đó là học trò của cô Thơ, mọi thứ nhầy nhụa và thật đau đớn. Trong một tiết học, khi cô Thơ bộc lộ sự bất bình của mình về việc những người nghèo phải vất vả chạy về quê tránh dịch, tức giận việc nhà nước không chăm lo đầy đủ cho con người trong đại dịch, thì ngay trong lớp học đã có kẻ chú ý và dàn xếp một cuộc trò chuyện qua mạng Internet, tạo cớ để trường Đại học Duy Tân đuổi việc cô Thơ, thậm chí là công an sẽ triệu tập làm việc với cô. Nhìn qua bản video đang lan tràn trên mạng, người ta nhìn thấy rõ chủ ý của người gài bẫy khi đặt câu hỏi có tính quyết định, vội lia camera điện thoại vào hình cô giáo đang nói. Trên khung hình, người ta cũng nhìn thấy rõ sự hèn hạ của kẻ gài bẫy khi chỉ trình bày phần trò chuyện đó không có mặt của mình. Dĩ nhiên, ném đá thì phải giấu tay, tiện nhân thì phải luôn giấu mặt. Có dân nước nào chạy 1.500 km về quê? Như vậy hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không? Và cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, những quốc gia trên thế giới người ta được hỗ trợ rất nhiều, kể cả việc tiếp cận vaccine. Còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi, đó mới là sự nhục nhã. Cô Thơ nói như vậy trong video được đem đi trình báo. Sau đó, tổ đấu tố cấp đại học của trường Đại học Duy Tân vội vã chính trị hóa sự việc và đi báo công. Thật ra, có thể cô Thơ biết rõ âm mưu nhắm với cô qua cuộc đối thoại ấy, nhưng vì những điều cô nói là sự thật, và cũng là điều mà chính báo chí nhà nước cũng đăng tải, cũng đặt vấn đề, nên cô không từ chối nhắc lại. Đó là cách của một người Việt Nam sống không hổ thẹn với bản thân mình, sống không ngại đối diện thẳng thắn với mọi loài chim chuột đang rình rập quanh mình. Cô đã sống và chấp nhận cho bọn tiểu nhân đắc chí, nhưng đồng thời từ sự lựa chọn của chúng để phân biệt rõ đâu là súc sanh và đâu là con người. Lúc này, mọi dư luận tức giận đều dồn vào ban giám hiệu, vào việc công an sẽ triệu tập một cô giáo trẻ can trường, dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng điều cũng đáng nói không kém là về một lớp người trẻ sẵn lòng lập mưu hèn, kế bẩn, sẵn sàng đấu tố cô giáo của mình như thời man rợ. Ắc cũng đã đọc được tâm hồn và suy nghĩ của những người đang lãnh đạo ở môi trường gọi là giáo dục đó. Thì thứ đầu xanh ngu dại tập tành đấu tố ấy mới tin chắc rằng mình sẽ được trọng dụng khi dàn dựng mọi chuyện. Rõ, không ai bước vào nghĩa trang mà không mang theo nhang đèn.
cũng không ai tự bước vào hầm phân mà không đoán trước nơi đó ngập ngụa bọ hung. Ai đã dựng nên những con người như vậy, một thế hệ nhơ nhớp như vậy? Câu chuyện của kẻ từ trường Đại học Duy Tân thành hành động như một loại mật vụ rẻ tiền, nó không thể làm sự thật khuất lấp, nhưng vết thương đó như bị cắt từ mảnh giấy nhỏ, vẫn chảy máu chậm chạp và dai dẳng nhức nhối trong đạo đức và giá trị ngàn đời của người Việt. Bán thầy, bán bạn chưa bao giờ lại được hân hoan xiển dương như một thành tựu vào lúc này. Đó là chưa nói cả một hệ thống có học vị đại học, tiến sĩ ngồi lại đồng thuận cho một quyết định ô nhục đến bất ngờ, là trơ trẽn phủ nhận sự thật và từ chối cả người nói sự thật. Vậy mà hôm nay, điều đó đang xảy ra gây kinh ngạc đến khó tả cho mọi người dân Việt Nam bình thường. Xã hội hôm nay vẫn đang hủy hoại mọi sự lên tiếng khác biệt cùng với dàn đồng ca quen thuộc lúc nói xuôi lúc nói ngược. Đoàn diễu hành huyên náo làm vui cho ông vua cởi truồng của Andersen ở thế kỷ 19, hôm nay cũng không ngại cùng tự trần truồng cho đồng bộ. Thầy giáo Thái Hạo ở Huế viết trên trang Facebook của mình: Duy Tân là sự sỉ nhục đất Quảng, là sự phản bội cụ Phan, là sự khinh bỉ giáo giới và là sự xúc phạm con người. Còn giáo sư Hoàng Dũng thì viết: Tôi thấy nhục nhã cho trường Đại học Duy Tân. Còn nhà thơ Bùi Chí Vinh có cả những câu thơ đau nhói: Tại sao các quốc gia trên thế giới đều đề cao lòng nhân đạo? Tại sao ở đất nước cô súc vật sướng hơn người? Nhiều lắm, không đếm xuể. Những người Việt Nam từ bần hèn đến trí thức còn biết nghĩ đến dân tộc mình, nghĩ đến đất nước mình đều có những nhận định cùng chiều như vậy. Tôi đọc không hết, nhớ không hết, nhưng tôi biết đó không là giận dữ hay cay đắng, mà thật ra mọi lời viết ra như thay cho nước mắt khóc vì giống nòi, đau đớn khôn cùng về vết cắt không tuôn máu mỗi ngày, nhưng đang hủy hoại nguyên khí của nước Việt, đang làm đau cả linh hồn của tổ tiên người Việt đã sống và chết cho sự thật. Những vết cắt tầm thường ghê sợ ấy, tiếc thay, đang được nuôi dưỡng, và lại có cả những tập thể ôm giữ sự nhục nhã như một di sản làm vui cho chính bản thân và cả gia đình mình. Thank you.
già có nỗi bất được mùi của cha. Sài Gòn nhìn nhau thương quá, thương cho những kiếp người thân thà. Nay hồi hương quay về giấc mộng đời phố thị giờ dàng. Có giọt lệ người đang trong mắt cha khi xa Sài Gòn. Ngày nào rời xa quê hương tìm đến chốn phố xa Sài Gòn. Áo cơm vui một đời cha dành hết cho mẹ cho con. Giờ đành xa nơi đây khi quê hương nhiều đau người. Ra đi hay trở về biết làm sao với thế kỷ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chẳng nào đâu muốn chẳng nào. Nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chẳng nào đâu muốn chẳng nào. Nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.